Kỷ niệm ngày nào người đã đánh rơi, em khờ dại nhặt về bao vụn vỡ. Ừ, có lẽ chúng mình không duyên, không nợ, nên bức tranh đời khép mãi chẳng thành đôi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe Yên Minh Niềm Nhớ, thơ Phương Anh do nhạc sĩ Danh Mai phổ nhạc và thể hiện.
ghép mãi chẳng thành.